Xin chào mọi người và nhất là các anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là video clip em sẽ chia sẻ về vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với các anh các chị ở trong cái năm Canh Tí này. Vận trình của cái người mà Ất Mão ở trong năm nay á, thì do em up một số video clip thì thấy các anh chị comment đòi hỏi dữ lắm, thì em cũng quên đi, tự nhiên làm quá nhiều tuổi, cứ mỗi đầu năm thì làm tới mấy chục cái video cho nên là không nhớ. Thì một trong những cái tuổi Mão gặp nhiều điều khó khăn nhất ở trong năm nay chính là Ất Mão. Vì sao? Vì cả nam nữ đều mang những cái sao chủ của năm, đều là phá tinh và bại tinh cả. Nam thì La Hầu mà nữ thì Kế Đô. Năm thì năm Thổ, người thì mệnh Thủy, cho nên bộ mạng sức khỏe cũng không có được và gọi là tốt đẹp cho đúng không? Cho nên là thấy các anh các chị la quá trời luôn. Nhưng mà em nhớ là năm nay chữ Canh, năm Canh, chữ Ất hợp Canh, những anh chị ở công việc cũ thì không vấn đề gì nhiều, nhưng mà công việc mới thì quả nhiên là trong một đồng tâm rất là khó khăn. Cho nên là các anh các chị cứ nôn nóng đòi coi cái video này trước thì cũng có lý do thôi. Những cái tuổi khác thì nó bình thường, cho nên là cũng ít cái người đòi hỏi. Thì em nói sơ lại cái tử vi của cả năm, nhìn từ cái vẻ bên ngoài để mà mình vận vào 6 tháng cuối năm cho nó dễ. Thì người thì Ất Mão chắc chắn là người mệnh Thủy rồi, gặp năm Thổ thì là tương khắc, Thổ khắc Thủy, xấu về đau ốm, công việc thì khó khăn, cả nam lẫn nữ thì đều như thế. Nam La Hầu với sao La Hầu, nữ thì với sao Kế Đô, thì hai cái ngôi sao đem về đau ốm, công việc khó khăn đều giống nhau cả. Cái kia thì một cái thì rối rắm nạn tai đối với nam mạng, cho nên là khó khăn. Vận niên thì hai cái giống nhau, đều là cả nam lẫn nữ, đều là cẩu cuồng phong, tức là vận niên chó điên dại, đụng cái gì nó cũng muốn cắn mình cả. Hạn của nam thì Tam Kheo, hạn của nữ thì là Kế Đô. Vận địa chi thiên can thì là Ất của Ất Mão hợp với Canh của năm, thiên can Ất hợp Canh, chủ về công việc mà cũ không có vấn đề gì nhiều, nhưng mà việc mới thì chưa chắc đâu nha. Rồi địa chi Tý gặp Mão, mình năm tuổi Mão gặp Tý là thuộc nhóm Lục Hình, gọi là tự hình đó. Chủ về thị phi gia đạo, gặp nhiều chuyện buồn phiền. Đặc biệt năm nay là Tý Mão là năm gọi là thái tuế, có thái tuế mà mình chỉ là về hình thái tuế thôi. Tự hình tức là hình thái tuế thôi, cho nên cũng nhẹ hơn những người tuổi đặc biệt là những người tuổi Tý và những người tuổi Ngọ. Tuy nhiên là mình sao chủ của nam lẫn nữ thì đẹp xấu, cho nên không có mấy gì yên tâm đâu, thị phi tai tiếng mọi gì cũng đều xấu đi cả. Rồi bây giờ đó là những cái nhìn chung ở bên ngoài. Những tháng đầu năm thì tháng 2 là tháng Kỷ Mão, tháng 3 là tháng Canh Thìn, thì đều là những tháng tương xung với mình. Tháng 4 thì đã đỡ một chút xíu, nhưng mà chữ Tân thì khác chữ Ất. Tới tháng 5 là tháng Ngọ, vào tháng xuôi của người Ất Mão nữa, cho nên là gần như là từ đầu năm tới bây giờ nó dập các anh chị Ất Mão thì phải nói là lên bờ xuống ruộng, quá nhiều điều khó khăn rồi. Có người nào may mắn lắm thì công việc đi làm lãnh lương thì còn mới là ổn định thôi, chứ còn mà người nào mà ra ngoài thương mại làm ăn thì rõ ràng là quá khó khăn. Bởi vậy cho nên là vốn dĩ người Ất Mão thì như đã nói, em đã nói ở nhiều video trước, là người đặc biệt là nữ là người là thích sống chung với bệnh, luôn luôn người không phải là người có cái sức khỏe cường tráng, đa phần là bệnh nặng đi theo bên mình. Có bệnh thì sống dai, nhưng mà không bệnh thì nhanh lên đường lắm. Rồi vận trình của 6 tháng còn lại của trong năm, đầu tiên là tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch thì như đã làm ở video trước nhiều cái video khác, thì đây là tháng Giáp Thân, một tháng Thủy. Như vậy xét về trụ mệnh thì là Thủy của tháng đầu hàng với Thủy của mạng, cho nên là bổn mạng sức khỏe tốt, không vấn đề gì phải suy nghĩ. Thiên can Ất Giáp không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cả Ất lẫn Giáp hợp âm lạnh đều là một, cho nên là tháng 7 Tuy là tháng người ta nói vô hồn đối với người Phật giáo, nhưng chẳng có gì khó khăn về bổn mạng và công việc đối với người Ất Mão. Địa chi thì là thân với Mão tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau, cho nên gọi là êm ả, vui vẻ, không có vấn đề gì nặng nề ở trong tháng 7 đối với người Ất Mão, cả năm lẫn nữ mạng, dù là mang hai cái sao rất là xấu. Đến thì tháng 8, tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tính là tháng Ất Dậu, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy đồng hàng bổn mạng sức khỏe, không có vấn đề về bổn mạng. Thiên can chữ Ất cũng đồng hàng với chữ Ất Mão với Ất Dậu là đồng hàng, cho nên là công việc tài lộc có thể hanh thông hơn, tốt hơn tháng 7 một tí xíu, nhiều thuận lợi hơn. Địa chi Tý Ngọ Mão, Ngọ Mão Dậu, Mão Dậu nằm sát nhau trong cái địa chi, thì đây là cái cặp địa chi lục xung. Lục xung là mô tả cái sự chống đối, đối chọi lẫn nhau ở trong cái cuộc sống, cho nên là chắc chắn gia đạo tình cảm sẽ có nhiều rối rắm. Nếu là nữ mạng thì tháng này nên tránh việc thị phi, tụ tập nơi đông người, nói qua nói lại chuyện người khác, vô tình mình là người bị đầu tiêu ha. Còn nam mạng cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng nha, về công việc thôi, về cái quan hệ thôi, chứ còn không có cái chuyện gì mình làm chuyện gì nó đem nó mét xếp hay là tâu báo ha, cẩn thận cái chuyện đó. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng này thì là tháng Bính Tuất. Bính Tuất là tháng Thổ. Năm nay là tổng năm là Thổ, có 4 tháng Thổ, đó là tháng 1, tháng 2 và tháng 9, tháng 10. Thì đây là tháng Thổ thứ 3 của cái năm Thổ. Bổn mạng của mình là mệnh thủy, gặp tháng Thổ của năm Thổ thì chắc chắn là nó cũng giống như hai cái tháng là tháng Giêng và tháng 2 của cái năm nay mà các anh các chị mới phải trải qua. Nó có khó khăn về bổn mạng và sức khỏe. Tháng các bản mệnh rồi đó, là khi mà tháng các bản mệnh thì phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi của năm này nó sẽ bị yếu đi, gần như mất tác dụng. Mà đúng rồi, các anh các chị phải hiểu là phúc tinh và tài tinh ở trong cái tử vi của mình luôn luôn đi song song, nó như hai cái thế lực đối đầu với nhau. Nhưng mà tháng này tự nhiên cái thế lực của này nó yếu xuống thì chắc chắn phá và bại tinh nó sẽ hoàn thành, cẩn thận chút xíu. Rồi thiên can bính nắp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Ất là Mộc, nạp âm của Bính là Hỏa, như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên công việc coi chừng suy hao tài chính, hoặc là có suy hao tài chính nhưng mà nhỏ, trong cái tầm khống chế của các anh chị. Các anh chị nhớ cẩn thận thôi cái khoản này ha. Địa chi thì rất là tốt đẹp, khi tốt với Mão là thuộc nhóm lục hợp. Người ta nói gặp địa chi lục hợp thì nó sẽ tương trợ ngược lại cho cái phần công việc, vì nó không những tốt cho gia đạo đâu, nó dễ gặp quý nhân giúp đỡ, gặp cái sự thuận lợi ở trong công việc và tài lộc luôn, cả những cái mối quan hệ. Mà như đã nói thì mọi người nên biết rằng là thời điểm này đúng không, nhất tiền tài nhiều quan hệ đúng không. Có nhiều người nói lại là nhất quan hệ nhiều tiền tài, nhưng mà đối với mình là nhất tiền tài nhiều mà tới quan hệ, tại vì có tiền thì mới có quan hệ, không có tiền thì không có quan hệ đâu ha. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 10 là tháng Đinh Hợi, tiếp tục là một tháng Thổ. Như vậy bổn mạng sức khỏe không khác gì tháng 9, với Thổ khắc thủy, bổn mạng sức khỏe bị không tốt, cẩn thận đề phòng những tai nạn phạm thân, đặc biệt với nữ mạng. Tháng này cũng giống như tháng 9, phúc tinh và tài tinh yếu đi, mất đi tác dụng, phá và bại tinh hoành hành, cho nên cẩn thận nhiều cái điều xảy ra. Thiên can đinh ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính đinh thì thuộc hỏa, giáp ất thuộc mộc, như vậy là âm ngũ hành thiên can là bị sinh xuất, có thể cũng giống như tháng 9 suy hao tài chính nhỏ, hoặc là nằm trong cái dự định của mình để đầu tư. Đó là những gì mà mình thấy được ở tháng 10 về thiên can. Còn địa chi thì mình là tuổi Mão gặp tháng Hợi, Hợi Mão mùi tam hợp, đấy là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà nó còn tương trợ ngược lên cho cái công việc. Nó không tốt đẹp như ở cái tháng Tuất, nhưng mà tháng Hợi này nó cũng là tam hợp, hy vọng là nó tươi vui, đỡ bớt đi cái phần buồn phiền khó chịu ở trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đạo ha. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 11 chắc chắn là tháng Tý của năm Tý. Rồi như vậy tháng Tý là tích lịch hỏa, Mậu Tý là hỏa, như vậy là mệnh thủy khắc hỏa, bản mệnh các tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng một chút xíu, đỡ đần hơn hai tháng Thổ, nhưng mà hai tháng này cũng là mình khắc nó, còn hai tháng Thổ là nó khắc mình về mạng. Có thể nói là tháng này bổn mạng chắc chắn là tháng 11, tháng 12 sẽ giống nhau về mạng, về cái trụ mạng là hỏa hết, chỉ cho nên tháng 11, tháng 12 đỡ đần hơn cái tháng 9 và tháng 10, nhưng cái gì đi nữa nó có tương khắc thì mình phải để ý một tí xíu nha. Nên nhớ rằng là cả năm nay là năm Thổ, cho nên là tháng nào mà mình khắc tháng khắc mình về bổn mạng thì cũng nên cẩn trọng, đề phòng những chuyện tai nạn và bệnh nạn dù là nặng hay nhẹ. Thiên can mậu ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ và mặt tử vi, cho nên tháng này tiếp tục là một tháng gia đạo bình thường, tình cảm cũng không có gì quá phải suy nghĩ. Công việc quên lộn, trụ thiên can nói về công việc, các mối quan hệ trong công việc cũng không quá cần phải suy nghĩ nhiều. Rồi có thể là nhờ hai cái tháng kia nó tốt, tháng 9 tháng 10 nó tốt về công việc, lợi quan tháng 10 một luôn. Địa chi thì thật sự là không tốt đẹp với Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Tý Mão là thuộc nhóm tự hành, cũng như là ở phần đầu của mình nói Tý của năm, Tý của tuổi là bị tự hành, cho nên gia đạo tình cảm sẽ phải cẩn thận nhiều điều buồn phiền âu lo. Các anh chị nhớ cẩn thận như mình, vì dù sao đi nữa các anh chị cũng là mỹ năm hình thái tới, sao chủ của năm thì không, thật sự là xấu, rất là xấu cho cả năm lẫn đời. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, chắc chắn là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy cũng không khác tới tháng 11 với bản mệnh là thủy khắc hỏa. Bản mệnh khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe cần cẩn trọng nhiều điều tí xíu. Thiên can thì tệ hơn cả tháng 11 nhiều, bởi vì sao? Vì cái chữ ất của Ất Mão khắc chữ Kỷ, thiên can khắc tháng, công việc dễ gặp chuyện không may, cẩn thận những cái người ở xung quanh, coi chừng gặp kẻ xấu chọc gậy bánh xe ở trong công việc của mình, đó là những cái người mà làm ăn mua bán. Còn cái người mà ở trong công việc thì cẩn thận bị lôi ra những cái giấy tờ cũ từ đầu năm hay là ở trong năm mình, là bây giờ là tháng này tháng tổng kết rồi, cho nên là cẩn thận ha. Cái tháng 12 là công việc. Địa chi Sửu Mão tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy gia đạo tình cảm của tháng chạp thì không có vấn đề gì. Như vậy nhìn chung người Ất Mão cả nam lẫn nữ mạng với những cái tháng còn lại của năm Canh Tý cũng không quá gì tươi sáng, tuy nhiên nó đỡ hơn vần 6 tháng đầu năm, với đặc biệt là hai cái tháng 9 tháng 10. Tháng 7 thì bình thường thôi, tháng 8 hơi xấu một tí xíu, tháng 9 tháng 10 thì quá tốt, tháng 11 thì cũng nặng về phần tình cảm gia đạo nhiều hơn là cái công việc làm ăn. Tháng 12 như vậy thì đỡ đần hơn ở trong cái phần 6 tháng đầu năm, dù rằng có sao xấu mệnh xấu, nhưng mà cái phần thiên can của cái trụ thiên can ở trong công việc nó có một cái gì đó tốt đẹp thì nó sẽ phần nào đỡ đần cho mình vượt qua cái sự khó khăn. Hy vọng rằng những cái thông tin em vừa tổng hợp và chia sẻ đến mọi người là một cái hành trang nhỏ để các anh các chị biết mà cương hay nhu ở trong những tháng còn lại của năm Canh Tý, để có một năm Canh Tý bớt đi phần khó khăn, chứ không dám nói là thành công. Tại vì tổng năm thì các anh các chị đều có những cái sao xấu, rồi là một cái năm có thiên vận quá xấu sẽ không thể nào tránh khỏi cái việc mình đang ở trong một cái thiên vận như vậy. Thiên vận nó lên thì mình lên theo, nhưng mà nó xuống thì mình phải xuống theo chứ, chẳng lẽ nó xuống mình trồi lên ra được, nó được đúng không? Nếu như mọi người xem video này thấy hay, xin bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Mão được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy có thể là tuổi của mọi người hoặc người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.